Vượng đã có đô kiều trang của kim bảng xin phá, năm đô chuẩn bị. Trận tiếp theo đô trang và đô dục của bình lục chuẩn bị trang phục. Xin trân trọng giới thiệu keo vật đèo thường giữa đô hoàng của bình lục khố đỏ đang nhất thắng đèo thường. Đô vũ của bình lục, đô vũ của thanh liêm xin phá, mời ai đô vào giới. Ai đô xe lại. Hai đô xe đài rất dẻo, vâng. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị. Trận đấu bắt đầu. Vâng, như vừa rồi là đô xanh cũng đã tháo đòn rất nhanh. Anh đã sử dụng đòn vụ né quyền. Giữa trời.
và đồ vũ của Thanh Liêm xin vào phá. Rồi, hết thời gian thi đấu. Hiệp thứ nhất mời Hydro tạm về ghế nghỉ. Nghe chưa? Không nghe này. Không nghe gì, không được chơi, không được xem. Ban tổ chức chúng tôi thông báo cho toàn thể nhân dân là giải mặt tình niên Đội Sơn Xuân Giáp Thìn năm 2024. Chúng tôi tổ chức theo thể thức thi đấu hội làng. Do vậy là toàn thể nhân dân thập phương cũng như của địa phương đi du lễ hội du xuân, chúng ta được quyền về bàn ban tổ chức để đăng ký tham dự giải vật. Vâng, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng thông báo và kính mời. Hết thời gian nghỉ, Hydro thi đấu hiệp 2. Hiệp 2 bắt đầu. Cô đứng đây xem gần. Hiệp 2. Đề nghị khán giả cho một tràng vỗ tay để cổ vũ cho Hydro. Vâng, phải nói là Hydro rất ngang sức ngang tàn. Béo được chiếu luôn. Các trọng tài trang phục thiếu đâu, sửa trang phục. Vâng, như vừa rồi là đô khố xanh đã dùng đòn kéo khố, và nếu như mà đô khố đỏ mà không thuận lợi về chiều cao thì cũng đã thua rồi. Như vậy anh có đôi chân dài cho nên là chưa bị nâng khỏi mặt thảm. Cho to tép lên kịch điện xem. Gì đây? Bắt đầu đâu? Mai đô vào giữa sới. Đã thằng Công bảo cho tép lên tịch điện xem đô vào. Đấu tiếp tục. Rồi đang xem động vật đây. Rồi ra ngoài sới rồi, mai đô vào giữa sới. Bố đang làm cơm. Hả? Bố mới cho đi. Bố lên thì bắn ra thôi, có gì đâu, không có vật nữa. Đề nghị khán giả cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho Hydro. Vậy Hydro thi đấu rất ngang tài ngang sức. Ôi, ra ngoài sới rồi. Vâng, như vậy là đô xanh đã thấm mệt. Đề nghị khán giả cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho đô xanh thi đấu tích cực. Như vậy trong nội dung vật dân tộc thì chưa chắc đô to đã là ưu thế. Vâng. Đi vào giữa đi. Trận đấu tiếp tục. Đây gần xem nó dễ. Thank you.
Chúng ta phải sớm. Như vậy trong nội dung vật dân tộc chưa chắc Đô khỏe hơn đã thắng. Vâng, đây là đặc thù của đội vật dân tộc. Thôi, ra ngoài rồi, ra ngoài rồi. Mai Đô chỉnh sửa trang phục. Alo. Như vậy trong nội dung vật dân tộc là các Đô còn phải ngoài yếu tố sức khỏe còn phải có kỹ chiến thuật. Vâng, phải có chiến thuật và kỹ thuật. Một cái lỗ tai này mình bật lên đang không chơi một người làm gì cho về mình đang hết cố được móng tay kể cả móng chân đó móng tay cả sức cả mặt thằng cu này chụp chơi cả tay cả mặt này nóng ruột thì nó sẽ ăn đúng không đấy chẳng ngó tay cả đấy cái thằng này nó phải nhát luôn không chơi dài móng tay nó bỏ ấy. Trận đấu tiếp tục. Thì khán giả cho phần tràng vỗ tay để cổ vũ cho hai đô. Bật pháo. Đô. Hai đô vào giữa sới. Nhấn lưng rồi. Sới rồi. Như vậy là Đô Hố Xanh đang vẫn chờ cơ hội. Và chỉ cần một kỹ thuật thôi là anh có thể thắng ngược trở lại. Tiếp tục. Và cái đặc sắc trong môn vật dân tộc đó là gì? Là cơ hội, là lấy yếu thắng mạnh. Và cũng như ông cha ta ngày xưa chúng ta đã thắng cả những đế quốc lớn. Anh đã rất ý chí. Vâng, mặc dù thua cuộc nhưng mà anh cũng rất ý chí. Vâng, đây có lẽ là cái dấu ấn đầu xuân không thể quên được ở trong một cái trạng thái mệt mỏi nhưng mà hết sức cố gắng, đúng không? Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu.